Chào các bạn, đây là số cái ếch đồng này. Ếch này là ếch đặc đặc bẫy nên nó có cái mùi tanh của mồi, nên trước khi làm sạch phải rửa qua nước muối này. Bạn thấy mấy con ếch đồng thì nó khác ếch nuôi, cái là nó người rất là thon gọn ha, chắc chắn và thon gọn chứ không phải mập ú thù lù. Sau đó nông làm kỹ bằng nước sôi để tuột nhớt. Dù cũng đang bằng bên cá lăng. Cho bếp để đừng có nhớt hả chị? Ớt ớt thêm luôn chị. Đây là cái phương tiện mà chuyên ở bán tạp hóa trên miền sông nước vào mùa nước nổi nè các bạn. Bạn có thể mua đủ thứ. Đi hành, tiêu, tỏi, ớt, bánh, bánh mì, chuối. Mấy bạn nào thích bánh tráng trộn, có bánh tráng trộn luôn kìa. Có nước đá gốc tư. Anh tên gì? Hả? anh tên gì, kêu bằng anh tên gì? Tư Ngâu. Tư Ngâu à? Anh Tư Ngâu nha các bạn. Mưa Ngâu các bạn. Tư nâu à? Anh Tư Nâu à, màu nâu. Tư Nâu nha các bạn. Tư Nâu. Mình đi hết mấy tỉnh, mình có đi gần gần đây thôi hay là đi qua Đồng Tháp với Long An thôi. À Đồng Tháp Long An, dạ. Bán tập quán hai tỉnh luôn nha bạn, Đồng Tháp Long An. Giáp ranh. À. Cái gì cái gì? Hai cái hộp bạc. Cần trăm rồi. Đến đến. 6.000. Bạn nào hết pin có cái bình ắc quy sạc luôn. Em ở em Sài Gòn. Dạ. Chào anh Tư nha. Các bạn thấy ở kế bên ghe thì có hai cái cây gì để cho đầm ghe, chứ khi mà vô bờ không có đụng vô cái hư ghe. Đồng vừa bỏ ít muối vô cá bầm nè, xuống thì đang bầm ít hành. Muốn được không? Hả? Hai muỗng đường, thêm bột ngọt. Tân vừa tới hỗ trợ nấu. Đó rồi, em bỏ hết trong này rồi. Trong đây ha. Ở đây em trộn rồi. Tiêu thỏng để nguyên không? Rồi, tiêu đây này em có bỏ thêm luôn. Đầy đủ hết rồi. Ếch hay vậy? Luộc là thì cái ếch này là ếch ếch đặc lợp, là ếch đặc bằng mồi mày. Mấy bạn, nó rất là tanh. Nãy tính để da nhưng mà nó tanh quá, không có để được. Để da tanh cái mùi mồi ếch nó ăn không có được. Chứ đủ diện như đó mà lợn ta. Anh tên gì? Tên này
Đây nó bắt đầu được số ớt. Đi chơi rồi nên khẩu vị nào ăn cũng được. Bắt chung nên cái này chơi có. Đó, anh nêm gì muối hả? Nà, này rang tép đi cuốn bánh tráng. Cá ra giờ viên nó bỏ vô luôn. Vô đi. À thôi nêm nếm thì lát cái nó ngọt đường ngọt đấy rồi. Tân đang nấu nước cơm mẻ để làm ăn chua cá. Mới chừng nào hết thì làm nữa chứ còn làm quá cái bỏ ăn không hết. Lên coi. Uống mèo đó thiệt. Uống mà tính để da tăng luôn mà uống cái biết sao. Có đặt cá năm được ha. Ừ, hết rồi một đồng nữa. Okay. Ở mình ở tại chỗ luôn. Cái mà bay. Mèo tối ngày. Cái đó đi. Khô đâu có tiêu luôn, khô luôn. Ừ. Nó lặn không á. Nó lặn với cái linh này chặt đầu đó. Rồi để tôi lấy cái đồ đâm cho. Ai muốn làm gì đó thì vừa thì. Đây là cái món tép tép rong rang mặn ngọt nữa các bạn. Thì có thể cuốn bánh tráng hay là ăn cơm cũng ngon. Đồng đằng ướp cá để kho. Nước màu thắng sẵn. Rồi là chặt nước đá là tốt. Chế nước mắm rồi. Mắm đó là nhà nấu đúng không? Đúng không? Nhà nấu. Mắm đồng. Mình ướp đường để kho cá. Cánh gà này vô. Đường hay vậy? Bột ngọt cái này bột ngọt. Chút xíu bột ngọt. Đường đó. Ở nằm lặng khi đang ta nấu để chút nước. Ớt sắc vô rồi cho cay cho tăng rồi. Sắc ớt từng người. Cho người ta. Đồng mà đang phi tỏi đi xào lăn hết. Ít xào sa tế ha. Đây. Một món hả? Tân ơi có gia đình chưa em? Có rồi anh ơi. À, có cháu nào? Hai lính rồi. À, được hai cháu. Có bé nào đi học gì chưa? Có được đứa lớn học nó một rồi. Thì phi tỏi anh bỏ sa tế. Còn đó là gì? Thì tương. Tương hột. Rồi giờ thơm mình đổ hết vô. Mình cho ít đường. Chút xíu bột ngọt.
cái điện nhà anh thì xài có cái hệ thống năng lượng đó bạn, sạc vô cái bình để xài. Từ đầu nhúng tới đó. Ăn luôn chung luôn à. Anh đứng đá vô, đứng đá người ta. Luôn đi, muốn cứ luôn đi. Ấy đi người. Dẻo. Lọ đây. Chứ sao ngán quá trời, dẻo quá trời, dính nó ăn ngán. Nó cũng khô khô rồi rồi nha nè. Giờ cho ấy bà, cho nó nhậu miếng. Rồi đây nghe, làm đi. Cái linh này mà khẩm mía cũng ngon lắm đúng không? Đúng rồi. Có nước mía. Chứ. Thì sao ớt gấp hết à? Mình chỉ làm cho vườn hả? Dạ. Cho vườn, mình cứ làm cho vườn hay chơi gì? À, đi Vĩnh Long hả? Tới nhà bạn. Câu cá, tới nhà cá. Bạn. Cái làm sửa vườn hả? Chơi vui chứ. Có vườn hả? Có giá không? Lấy giá để mình ăn canh cá rồi ăn đi bộ. Rồi. À, mời anh 2 3 vô. Mời tăng. Sao ra? Chờ theo chó ấy nó. Chó mèo kinh lộn rồi. Ở dưới giờ. Cá mặn không à, cá kho. Vừa ăn ngon anh. Sáng này béo quá. Ngon lắm. Ăn đi một chảo giống đó. Cảm ơn. Ăn không? Ừ. Là cả mùi nước ngọt. Đi dọc đường thấy ếch nè. Dọc đường mình thấy có một người bẫy ếch nè, mà không biết có hay không. Tại nếu mà có mình hỏi mình mua luôn. Thấy anh mới tấp ghe cho kia, mà không biết là anh sửa soạn á. Bảy để anh đi bảy hay là anh lấy thu hoạch ếch. À có ếch, có ếch các bạn. Thấy trong vỏ xanh này có ếch. Là hỏi mua luôn. Được nhiều không anh? Dạ. Ếch hả? À, chia lại cho em đi. Được nhiêu được. Được nhiêu bán nhiêu? Dạ. Bán cho em nha. Ừ. Ếch đồng là nhìn rất là hấp dẫn ha. Anh nói tại hôm nay anh bị người ta thăm trộm nên không được nhiều. Các bạn thấy cá. Ừ. Nhiều người cũng tham quá ha. Thấy mình đi làm cực khổ mà còn thăm trộm. Đứa bốt mình mua anh đứa hụt ếch ếch câu á. Dạ, dạ không biết. Mình không biết mình mua đi nó dở lắm. Dạ. Vô cậu ơi. Dạ. Anh theo mình gì? Dạ. Uống ít lắm. Chơi đi, cứ chơi chừng nào vừa nghỉ. Tự nhiên rồi lát dân giọng nằm nghỉ. Dạ. Rồi chừng nào hô về tôi đưa ra. Dạ. Dạ. Ý anh với anh Tăng uống tự nhiên đi. Tại em muốn ít lắm. Sao lời mày ổng mua đồ tao không có mua gì chứ. Thôi, để tụi em ấy ảnh đây kiếm có cửa ảnh đây cũng có đặc sản đây rồi. Ở đây nhiều lắm. Dạ. Được không? Ngon. Tách dim rồi ăn đó chứ. Tách dim. Đẹp ha. Vô đây cứ gót ra chơi lại đi. Cái này hôm nay sai mồi á. Ừ, ăn đi thoải mái. Không đói, đói là biết sao không? Tại lý do mình kể. Đợi ông cha dạ. Mày có vậy không? Có dạ. Chắc gì thấy vậy đâu dễ có hả?
Vui vẻ, cái trả nó vẻ. Cá chứ? Có nó đồng luôn hả? Còn em nó hồ thủy điện lớn. Ăn ngồi sao không ăn Tăng? Ăn cơm. Thủy điện nó cũng thả cá luôn nhất chứ. Trời, cá lên nó mèo mèo luôn rồi nè. Vậy anh nói thành phố anh cũng đặt giới được á. Trong khu Bình Quế nó có còn ruộng ao á. Bình Quế hả? Ừ. Bến Tre mình đông đi vô. Em không, hồi đó cũng mấy năm á. Có mà không á. À. Không có hình á. Ao, nhiều lắm. Đi hết thả vô mà. Chờ viên con không? Đâu có chưa? Chưa mất cả. Đâu có anh. Chấm tới không? Tới tới anh. Được, chấm ít được. Mấy lần đi ngoài đó cũng ăn cay. Em ăn cay với mặn. Có nước mắm mặn, ăn mắm mặn, tôi có mắm mặn cho. Ăn Tăng màu giống không ăn mà ăn cái gì bỏ vô. Mấy đằng dao để vô ngay, ba cá linh mì lắm. Cuốn cút cá chả ra ngon. Thì không cho ăn. Ăn đi, anh trên đó mà có, cũng có cá linh. Bác ở chợ, nhà sẵn bông điên điện. Về đây mình ăn rồi. Là đi ghe rồi đi bắt ăn. Hôm qua không còn tao chà muối rồi á, tao mặn nước sâu lại cái nữa mà tao nghi thấy không bình thường rồi. Để nó hồi chắc là mình thích ăn liền đúng rồi. Chứ để dài đi anh. Không không. Đã chưa? Chưa đi. Bèo. Ăn luôn. Các bạn thấy ở đây cũng có cây bông điên điển nữa nè không? Rồi nó mọc ở dưới gần nước. Ở đây chắc nó rụng bông, rụng hột nó lên luôn. Tận dụng. Không biết có ai làm chủ mấy cây này không ra, chúng ta dí người ta đánh. Hai anh em mình thu hoạch cũng khá khá các bạn ha, đủ bỏ lẩu rồi. Hương vị của mùa nước nổi em nhỏ không quyết điện chắc nó không vô rồi lại quay phim quá rồi anh nè. Cá kho tiểu khô khô quý vậy nè, bữa là cá cá trong cái chút đi chút ca kêu là cổ rắn rồi. Ông kêu gắn phí quá, mắc tiền mà nó không ngon, thà là mua gắn. Mà nó mua về làm đúng rồi. Làm cũng ngon mà nó làm sẵn chậu gỏi á, dĩa gỏi gắn lớn gì 300 ngàn. Gắn lấy mua gì. Mấy rồi lên bà thì lên nằm, rồi chừng nào ai chơi nữa, tôi vô tư. Rồi, mời anh nè. Cảm ơn anh Tăng, bây giờ nấu ha. Rồi, có gì đâu anh em. Lâu mấy ông mới vô, mới diện lần. Cái gì lần thì. Anh gì ta ra miền Trung thì hello. Biết giờ ra miền Trung. Đủ là đủ mà mình le lử đó. Chứ rồi đâu có cái đống có người kia. Ngủ không à? Không ngủ không à? Đi chanh. Nó trồng chắc không? Ăn nhiều lắm nha. Dạ dạ. Ăn đi ăn đủ nhiều. Món tép rim này hết sảy. Dạ không? Ừ, rồi. Ở ngoài nhà thờ có tôi vô chuột. Ở trong đồng này có quả chào quá khách á. Dạ. Ổng điện. Điện ra. Điện ra nút anh nút mặn mồi ra nút điện rồi đâu rồi chào ông có khách. Ừ, ra phụ 2-3 mâm vậy còn sòn sòn chừng mâm 7-8 ngựa, chục ngựa ngoài ông xử à. Ú ổng đi. Dạ. Chơi im lóc. Mới 4 mấy. Ừ. Đã giỏi. Qua bằng cái dạng hóa chất hóa học gì đó không? Dạ, ăn đồ như mới hôm lên vụ cá chả này là hừng the đó, thường 40-50 triệu đó, độ mới 40-50 triệu mình banh sát rồi. Em cũng là cái sự bán cho bán thí đó rồi. Thí. Tôi có anh gửi
Hôm cho nên giờ đang ăn trời ngoài trời mưa. Trời ngon lắm. Có cái lăng ở dưới á? Dạ dạ, lại với em luôn anh. Phải cái gì thả vô đấy. Bây giờ mình có đồ chơi sẵn ha. Hết ớt thì thả ớt vô. Dạ. Ngon quá chừng. Ớt luôn con mẹ là thầy mà. Đấy, cái này cái chuột là kìa, cái tuốt, cái chuột đồ nó ngon. Phải lên nó mập hay rồi luộc con mẹ cái này rồi đâm với ớt. Sáng không định mua chuột. Mà nó cũng có bán chuột mà em thấy. Nhưng mà em sợ vô mà công anh đông lại. Lúc rồi không có, mình mua mình lựa chuột mập biết mua mới được. Biết mua hả? Biết mua lựa chuột mập rồi bắt đầu là mình kêu nó lột luôn. Dạ. Cái đăng ký thì đập đầu tôi ký chuột mập ví dụ như nó 30.000 nó giờ thấy có mấy con cống nhung 5.000 nữa nó bắt cho mình là xứng đáng luôn. Mình chỉ nó chỉ lột. Còn chuột mà mập mà luộc cái mẻ không có thứ gì mà bằng với luộc mà hấp cơm. Dạ. Vô đồng vậy. Ít không ăn. Còn có tạm với ngán. Còn lao không? Thì cá mắm thật sự thấy ngán quá trời. Ở trong đồng nhiều thứ đi. Dư rồi. Gấp gấp đi. Để ăn hết cái này ra nhiều quá anh. Thả ớt vô. Dạ. Cái ớt nhảy vô cho nồi. Cái gì đồng bỏ ớt vô. Để vô lấy cái dĩa gấp cá ra đi ha, thả ớt vô. Nhưng mà nhìn mà bầm ra dữ nằm chắc ngon quá. Dẻo nó cũng dễ dẻo. Ngon chứ. Cái này mà hơi khô. Ừ, tại hình ra sợ xương á. À, chắc không dầu biết ăn hay sao. Mốt đi, bầm đi. Ngồi em là nó chỉ phơi khô, ướp mỡ, phơi nắng anh muốn chuyên ăn thì anh xẻ ra chứ anh bằng lên đó. Dớt mấy cái ra đi coi. Con món mới mà, chả cá mà. Cá bầm nở, tương hình hình, dễ quá không? Cái này ngon quá. Cái này đang chiên. Dạ không phải anh, nhiều quá. Tại không hết, quá chừng ngón. Sống số lũ quá. À ờ, có số điện đây liên lạc cái gì đó chào Hoàng quá. Chứ tôi có số điện là cái gì đó qua năm sau tới chuột mập đi, tới đầu nước á. Anh em vô chơi. Còn tới gần bơm nước, nước anh cũng nhắn em nha. Em rảnh em xuống. Không quay nữa. Chả này ngon lắm. Cá trắng mình ăn thôi, bạn thả vô quay bỏ lên. Quá tuyệt mồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Nhiều quá. Cho miếng cá chả nữa mà. Hả? Anh á. Đi sao? Ý là đi xe nhất là tại đâu rồi? Đi xe sao? Có đi chơi đâu không anh? Đi chơi đi hay đi không là ở trong vịnh An Long An mình à. Không có, ở đây qua Tân Hưng. Rồi ra mấy anh đổ ngoài sông với vậy rồi. Giờ mới có lon chưa hết mà. Dạ. Sai mồi anh. Nãy giờ thử thức mồi luôn. Mồi đến. Uống nhiều. Ăn dưới cân. Ủa em nghĩ.
cá linh rồi, bắt đầu ấy thả vô ăn từ từ. Nãy qua bên. Ăn đi. Mắm nhà nấu nên nó thơm. Năm bữa này. Kho cá gì nó thơm. Mắm mắm đông không à? Ta đang mắm mua. Bên trái còn béo nha. Còn cuốn luôn mới được. Qua giăng lưới rồi bỏ luôn. Sỉnh rồi phia cái đi chợ rồi về cái cuốn lưới trễ nữa cái sáng nay mới đi thăm á. Có khi nó vậy trong khi đi thăm rồi thì sáng vợ đi chợ rồi về mới có nhậu với ai rễ ông lên con của dì Năm đó ông nhậu đám ma đâu có mấy thằng đâu 5-6 ly rượu về rồi cái anh Bảy Phụng quá ảnh mới nhướng nó hồi là ảnh chơi khóc với cái gì quất thùng sao nữa về không có vui cay sớt một thôi ăn đây ăn đây đi thì nó hơi cay lắm. Đâu có, không có. Rồi, có nước mắm rồi, ăn đi. Có khoái ăn rồi, có không chúng mà. Đứa xuống rồi lên. Ừ, no quá. Tần không ăn nổi. Quá tần no. Ăn cơm. Ăn cơm xong thì cho nó với thằng nhau ăn với thằng nhậu ăn cơm no thì nó không ngon. Đúng rồi. Nó từ từ tí nó xuống thì uống lại nó. Nó đúng ra mình thì ở đây sống nhờ câu lưới qua nghỉ bữa thì nó cũng nhốt rồi. Cô Tùng vô dễ không ta? Vô mình vô dễ không? Không, cô Tùng phải vô được nhé, vô dư hơn. Có hôm qua có đi dẫn bạn đi ăn chuột chuột trong quán trong quán thì mình đi chơi được. Tính là đi về An Giang mà qua gì vô gì được không? Dạ quá ngon quá tuyệt vời. À, vì đúng dân giả dân lưới về cái dạ, tụi em đi nói chung cũng bạn thì cũng có tỉnh có tỉnh không nhưng mà điều mình đi cứ mình thích mình đi à, chỗ dạ. Cái chú Năm á ổng mới điện vô ổng mời đóng dỗ con ổng dạ không được mời con mắc có khách rồi đi không có được phía con còn đi cuốn lưới vợ con còn đi chợ không có gì mình nói cho đàng hoàng rồi cái thôi vậy mình tôi nói đi đi đâu có bỏ điện thoại theo đâu dạ. Mà tôi cũng đâu có biết bấm ai bấm tôi nghe ai dạ. Này tôi bắt được dạ. Nó thôi để nhà mấy anh có ấy thì nói vô chỗ cha chợ chút xíu đi rồi, dạ. Rồi vợ tôi bị gì nó đi chợ dạ. Nó đúng ra nay không có mua xăng chứ dạ. À, ông chuột được cái vỏ mà chạy nó không có hai niềm mới 4:30 dậy là mò cũng đâu chạy lên không kỳ rồi đi thì hơi vất vả dạ. Tại vì rồi đi xe Honda dạ. lùm đùm còn những này mình đi xe này tôi nói có dẹp dạ. Tới viện này rút đi điện cho hai bồ hay rồi lúc đó vô cá chạch nước lúc đó nó khô rồi dễ lắm dạ. Tại mưa nó ướt dạ. Còn khô chỗ nào mình muốn lại tới cái chỗ đó mình muốn nhậu không mình bỏ rượu theo dạ. À, cái chạm nào đó có cá đó cái mình cho tôi ít con nước dạ. Dòng cá lóc lúc đó với cá chạch thiếu gì tôi đây nữa nó tôi giữ 2-3 cái máy bự đây nè vô tại chỗ này là dứt chứ khỏi đi đâu hết trơn á có nãy dính thưa thấy mồ tại vì trời mưa trời mà hải á là bắt đầu là xuồng nó nhóc hết trơn nha mà không mưa dông cái là ở đây ngộ bây giờ không có cá rồi cho nên người ta không có đếm xỉa tới tới cái lúc đó ăn là lớp ở trên đồng mỗi vài cũng được đấy có vô đám sen nhỏ tính qua đám sen lớn mà nó rụi rồi sen dưới đó không có đi dưới anh không có đi cái này đám sen nào lớn nữa nên đám sen trên này nè đám sen chỗ đường qua đi tắt ba chợ đó chỗ kinh 61 đó đây nè bên phía đằng sau cũng đám sen cũng lớn gà bá đó sen nằm ở dưới đó ừ cũng lớn bộ sao đừng có mua vậy tôi phí quá dạ, thì vô chứ rồi anh em rồi có người này người kia không phải tôi tính dạ nhưng mà mấy ông phí tiền dạ dạ chứ nhiều đây á 3 thầy trò 4 thầy trò mình nhậu 100 ngàn bạc con mắt đó rồi luôn mà mấy ông mua hơi phí
lớp ớt lớp ấy mình ăn hết, tôi bảo cũng còn thôi. Rồi cá chạch đó ví dụ nữa về chuyến sau không? Dạ. Tôi ra tôi lựa nói giờ chạch bự 100 ngàn anh đưa tôi 100 ngàn mà anh lựa cá chạch là khứ già cho tôi rồi. 4 thằng 1 kg cá chạch nướng nữa là xong phim. Rồi ví dụ như nữa tôi có mà dinh bự bự này nè, tôi gọng lại đó các anh em mình đem lên nướng xèo cái rồi. Nó tốn kém. Dạ dạ. Thì ăn đâu có hết. Dạ, thấy cái gì cũng ham mua. Lần đầu tiên mới vô nên em cá tụi em muốn cho có rắn là mua rắn nữa. Em là cho thử. Nói chung là từ nhỏ lớn giờ mình mới đi được đây là lần đầu tiên. Anh vô thấy cái gì cũng ham hết. Nó vậy chứ ăn không có hết rồi nó quá rồi đi bữa sau vậy á. Rồi cái cá mình nướng rồi tối mình kiếm cái lóc bự rồi nấu cháo ăn chơi. Không có đó nó mới ngon. Sau đi thì ở lại luôn. Cứ xe không bỏ vào trao có gì hết. Nước nó rút xuống là mình đánh cái gì anh Lộc? Hả? Cái mùa nước rút xuống là mình làm ruộng hả? Chứ mình không đánh cá. À mình làm ruộng. À cái này là chỉ có mùa đây mình mới đi đánh cá. À mùa này. Qua năm á, nước lớn nước nhỏ thì không biết. Mỗi năm ở trao ấy có một đợt. Liên hệ với cháu Hoàng á. Dạ. Ví dụ như ổng định ngày chứ trong này tôi định được. Em mà rủ thằng ổng á, khi ổng định về sao cho anh hay được. Ổng nói giờ ngày mới đó nha. Làm được. Nhưng mà phải liên hệ với ông rồi vô chơi vui lắm. Quê không? Dạ thôi, em không muốn nữa. Dạ. Chia tay với gia đình anh Đông và đưa mình với Tuấn ra chỗ để xe. Chưa muốn chia tay hay chưa muốn chia nhau. Hẹn điền lần sau nha.
phía trên kia là chợ Hòa Bình nữa, chuẩn bị tới nơi rồi. Bên chợ Hòa Bình là Đồng Tháp, chỗ anh Đông chở mình đi là Long An. Dạ con cảm ơn cha nhiều. Đó, như cũng có nhà thờ đủ nhiều lắm á. Tu sớm. Dạ cảm ơn anh nha.